họ Mường áo trắng đai xanh, chúa Thóc Bờ là tiên nữ sáng sinh nha mọi người ơi. Tháng 4 là tiệc của chúa, chưa về cửa chúa là trâu nóng ruột nóng gan lắm đó. Hôm nay mọi người sẽ cùng theo chân trâu di chuyển từ Hà Nội lên đây bằng đường bộ 2 tiếng đồng hồ mọi người nhé. Và sau đấy thì mọi người sẽ di chuyển bằng tàu thuyền bè qua cảng Thung Nai nha mọi người ơi. Vào những năm xa xưa, nơi đây có những dòng lũ xoáy đã nhấn chìm rất nhiều thuyền bè. Đứng trước nguy hiểm đó, vợ chồng ông Đùng đã dùng đất để ngăn chặn sông đưa nước vào đồng ruộng để diệt loài yêu quái đó mọi người ạ. Cùng những công lao trên, năm 1431, bà Đinh Thị Vân, tức chúa Thác Bờ, đã giúp vua Lê đánh giặc. Trong một lần vận chuyển lương thực do sông nước gặp gió lớn, thuyền đã bị nhấn chìm tại hang Hiếng và xác của bà đã bị trôi về tại nơi đây. Mọi người biết không, đi lễ chính là thể hiện lòng biết ơn của mọi người với chư Phật, chư Thánh, chư Thiên, với những người anh hùng dân tộc lịch sử có công lao rất lớn lao bảo vệ đất nước để chúng ta có được thái bình như ngày hôm nay đó mọi người ạ. Con người có lòng biết ơn trắc ẩn chính là những giá trị rất thiêng liêng, phải không nào mọi người ơi? Ngoài ra, tháng 4 này chính là đại lễ Phật Đản, một đại lễ vô cùng quan trọng của những người con của Phật. Đối trước Đức Phật từ bi, mọi người cùng trâu niệm câu sám hối mọi người nhé. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Con xin chư Phật mười phương từ bi gia hộ cho con được sám hối tất cả nghiệp chướng, tội lỗi mà con đã vô tình gây mang từ nhiều đời nhiều kiếp. Xin Đức Phật từ bi gia hộ cho con luôn luôn bảo vệ sự lương thiện của mình, có được lòng trắc ẩn, yêu thương đến vạn vật chúng sinh và muôn loài. Nam mô con cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Tạm gác lại những giờ làm việc mệt mỏi, chúng ta sẽ cùng ở bên cạnh những người thân yêu của chúng ta, đồng hành cùng nhau đi lễ để tỏ lòng biết ơn đến các vị dân tộc anh hùng lịch sử, Phật Thánh. Chắc chắn sẽ là những điều vô cùng ý nghĩa mà chúng ta sẽ dành thời gian để làm nhiều hơn nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem video của Châu. Chúc mọi người ngày rằm tháng 4 thật là nhiều điều hoan hỷ.